Hello, chào mừng mọi người đến với kênh của Juice Cuộc Sống ở Mỹ. Cả nhà ơi, hôm nay Juice có 1,5 pound gân bò thì chúng ta sẽ cùng nhau áp suất gân bò cho nó nhanh nhé. Thì gân bò mình thường mình nấu bằng trên gas nó rất là lâu. Thì cái cách này mình sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Đầu tiên mình sẽ rửa gân cho nó sạch. Và sau đó mình sẽ cho vài lát gừng đổ chung để nấu chung cho nó thơm nhé. Một chút xíu muối thôi và mình đổ nước ngập cái mặt gân. Sau đó mình đậy nắp lại, đóng van lại. Và mình chỉnh vô cái chế độ mặc định sẵn rồi, nó gọi là broth, soup and broth đó. Cả nhà sẽ thấy chữ soup and broth nó rất là dễ. Mình sẽ bấm vào, mình chỉnh 20 phút và nó sẽ tự on luôn. Và mình nhớ mình đóng van lại cho nó chắc nha. Sau đó đó là khi mà 20 phút đã xong á thì mình sẽ để, mình đừng có mở vội, nắp vội, mình sẽ để cho hai thêm 23 phút nữa là mình để chế độ warm, nó là ấm, nó tự động nó giữ ấm 23 phút, mình không cần chỉnh gì hết. Khi nào nó giữ ấm 23 phút xong á thì mình mới bắt đầu mình tắt và mình sẽ mở cái van ra, và để mình mở nắp á, mình cho nó ra cái áp suất để mình mở nắp. Cả nhà xem mình thấy gân bắt đầu đã mềm rồi đó. Mình sẽ bỏ vào một cái tô đá cho nó săn lại. Tô nước đá nha cả nhà. Đó, cả nhà thử thử xem cái gân mình xiên mà mình thấy nó dẻo á cả nhà. Nó không bị mềm á, mềm thì ăn nó nát á. Sau khi mình vớt ra mình nhớ là rửa qua nước lạnh vài lần nha, với ống vòi á, cho nó mất đi cái nóng ở trong 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 gân á. Rồi sau mình bỏ đá vào để mình giữ cái độ độ giòn á cả nhà. Đây. Cả nhà nhìn là nó không bị nhũn nha. Nè, mình gắm vô cho cả nhà xem. Tuyệt vời luôn. Đó. Đây là cái độ dai độ giòn mình thích á, nó không có bị mềm quá luôn. Nè, đó, quá tốt luôn. Ok, cảm ơn cả nhà đã xem video của Trish chia sẻ về cách mình nấu gân gân bò trong áp suất nha.